Các vận động viên cùng toàn thể nhân dân trước khi diễn ra lễ ra mắt câu lạc bộ bóng chuyền hơi và thi đấu giao hữu giữa các đội, ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức chương trình dân vũ do câu lạc bộ dân vũ trong thôn biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. We'll be right back.
Tân Vũ. Mở màn cho chương trình khai mạc lễ ra mắt câu lạc bộ bóng chuyền hơi thôn Trúc Văn.
Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn.